Vâng, đến hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long chúng ta cùng nhau thưởng thức một cây phi lao dáng hoành này, trực hoành đấy, cây bóng cây khá đẹp đấy. Anh đứng tránh tôi lấy cái gốc cây này. Đây, đằng sau nó hơi khuất một số những cây khác nhỉ, nó khuất bóng, nó hơi lẫn bóng. Đây, cái bệ thân cây phi lao nó vặn xoắn này rất hay. Cây khỏe lắm. Còn đây là thay thân hoành này. Hoành chỗ to nhất này là được 60 bác sinh. Đâu, chỗ nào anh? To nhất này được 60. Vị trí tay anh nha. Vị trí đó là 60 à? Vâng, 60. Vâng. Đây phi nào anh em nhé. Cao là được 110. Bàn bay là được 2m2 từ điểm đầu đến điểm cuối. Vâng. Thế này giao lưu anh em 30 triệu. Giá 30 triệu. Hay quá. Anh đứng ra đằng chỗ cái tán đổ cái. Giá 30 triệu một cây phi lao dáng rất đẹp nhá. Vâng. Rồi. Chụp nhá. Xong rồi. Nó hơi lẫn bóng đằng sau nhưng không sao. Cái này mà để nền phông nhìn hay phết đấy các bạn ạ. Kể ra mà đưa cái gốc này vào mép mép hồ bên cạnh những cái viên đá. Xong cả cái tán này nó xà ra hồ. Chứ không chơi chậu này nữa. Hấp dẫn đấy. Thằng này nó ưa nước mà. Tiếp tục nè. Vị trí này tôi thấy hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long có cặp mai tứ quý. Đây là một cây, còn bên cột bên này là một cây nữa. Hoành 40 bác ạ. Cây này hoành vị trí nào 40? Đây, hoành sát gốc 40. Và hoành cổ thân 40. Thoát thân là 40. Hoa quanh năm. Đây bác, hoa vàng này. Thì nó là tứ quý mà này. Bốn mùa mà. Cái này thì nó chơi đầu tiên là nở hoa, chơi hoa này. Sau đó chơi đến cái trái của nó. Màu đỏ. Sau khi hoa rụng thì giữ lại bốn cái tai ở phía dưới. Sau đó kẹp một cái quả chín màu đỏ, nhìn cũng hay. Mai tứ quý. Cặp đôi này thì giá bao nhiêu anh? Giao lưu với anh em 18 triệu một cây. 18 triệu một cây. Và đây là cây thứ hai này. Rồi. Chúng ta đến với một cái bệ lục vừng dáng lụt lực mà cái phần cốt bệ rất là to. Hoành ở sát gốc về 160. Và cao là 80. Rộng 1m2. Cây này ra hoa thì đẹp mê hồn luôn. Lùn
này giao lưu với anh em là 25 triệu. Rồi, cây lục vừng giá 25 triệu. Và chúng ta đến với một cây tùng La Hán Nhật Bản này. Những cây tầm trung. Vành là 70 bác. Vành gốc à, vành thân sát cổ thân là 70. Cây khỏe quá, đều không. Cao là 3m1. Tàn từ điểm cuối này bác vừa. Và đến điểm đầu này là 3m2. Rồi. Giá giao lưu với anh em là 100 triệu. Giá tròn 100 triệu. Và chúng ta di chuyển đến một số cây mọc hương này, ở những cây bonsai trên chậu. Vành được 21. Thoát thân được 50. Đang co tán này. Chiều cao được 1m7. Tàn rộng được 2m. Này lưu với anh em là 12 triệu. Và được nhỉ. Đây là cây tùng kim cương đúng không anh? Đây, tùng La Hán. Tùng La Hán bình thường à? Thế sao cái lá nó to thế nhỉ? Nó già rồi. Rồi anh bóc ra đây à? Bóc ra đây này như là cái vỏ cây ổi ấy nhỉ? Đấy, như cái vỏ đấy. Đẹp không? Thân là mày nó đỏ âu bác nhỉ? Rồi. Nó già hơn nó sẽ bong đấy. Cái này anh em trồng công trình. Thành 50 bác ạ. Thoát thân được tá 90. Chiều cao là 2m6. Đây giao lưu anh em 15 triệu. Rồi. Vâng, một cây mộc hương. Hoành được 24. Hoành 24. Cao 3m7. Đây này giao lưu anh em là 12 triệu. Giá 12 triệu đấy. Đây cây này cây xanh quê. Cây xanh quê. Này giao lưu anh em 8 triệu. Tàn 1m8. Cao 1m3. Hoành như này là 130. Rồi. 8 triệu anh em nhé. Cây này nữa cũng xanh quê, cây xanh quê lá nhỏ, cao 1m1, tàn 1m6, bệ được 50 đường kính 150 chỗ này ôm đá. Cây này cũng 8 triệu. Rồi
Bên đằng sau tôi thấy anh có cây xanh xanh này anh Hiếu ơi. Cây xanh này xanh Nam Điền mà. Xanh Nam Điền, cây này cây đáng trực bay. Cái này hay mà. Cây xanh này đáng tùng đấy anh em này. Đáng rất hiên ngang ở phòng bà. Cây Nam Điền xịn đấy nhé. Hoành 40. Cao 1m1. Tàn bay 1m2, cây này phải trong ngửa tay lên một tí này. Tay nó hơi chúi này. Có bác xịt ạ. Rồi. Đang bay anh em nào. Chỉnh cái tay lên. Cho tay nó hất lên tí này, bác này sang rồi. Cái này báo anh em 12 triệu. Vâng, cái này 12 triệu, chơi tốt quá này này. Làm việc xịn. Được rồi. Cây mộc hương. Hoành được 22 đây. Rồi. Thoát thân được 70 này. Đây, giao lưu anh em 12 triệu. Mười hai triệu cây mộc hương, thân rất luột nà thẳng, thoát thân đẹp. Và ở vị trí này tôi thấy các anh có cây sung, cây sung dáng trực. À, tức là trước là nó đã ở chậu rồi đấy chứ? Đang chậu rất nhiều quả này, nên em đang chuẩn bị để cho lên để anh em thay chậu. Trước là ở chậu rồi đúng không? Vâng. Bây giờ đưa ra cái chậu lớn hơn. Đây, cái quả này, vòi quả này. Quả nhiều mà anh. Chứ nhà một cái sung là sướng lắm. Đòi thân với nhà bác nhé. Sung này mà các bạn này nó ưa nước, có nước là nhiều quả lắm. Vành trước cổ thân này là 110. Đây quả đầy bác ạ. Rồi. Vành 110. Cao là 2m. Tàn là 2m. Đây này giao lưu với anh em là 22 triệu. Được đấy. Chơi một thời gian nữa nó tiếp tục bung quả nhiều ra nữa là nhìn cũng, cũng cơ bản là cái gọn bệ, cây. Bệ dễ đẹp. Được rồi. Hoành là 40. Bệ đẹp bằng bao, bệ chảy như đây. Hoành 40, cây dáng cũng rất là nặng lướt. Cao 1m1. Tàn bay 1m2. Cây này giao lưu với anh em, cây này phải thay vào cái chậu ship thì chết tiền. Chậu to quá. Giao lưu với anh em cái là 15 triệu. Và chúng ta kết thúc cuốn video bằng cái phôi cây lục vừng này. Phôi lục vừng anh em nó vừa đảo chậu nha, nhỏ lại cây dáng trực anh em ạ. Này giao lưu anh em 1,5 triệu. Vâng, 1,5 triệu. Cây này thì dễ sống quá rồi. Bắn độc ngay bây giờ mà. Đưa từ cái chậu nhỏ sang đây. Một triệu rưỡi. Và chúng ta đến với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long qua số điện thoại của anh Trần Hiệp 03 999 03 128. Tôi xin dừng cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Mời anh em tiếp tục theo dõi.